chứ không phải tự nhiên tiền nó đến với mình đâu ạ. Nếu như anh chị may thì cũng chỉ may được 1-2 lần trong cuộc đời thôi, chứ còn không thể nào mà may mãi được đâu. Và khi chúng ta chưa có trí tuệ, chưa có kiến thức thì chắc chắn nó sẽ có một lúc nào đấy chúng ta sẽ phải trả giá, mà cái giá đấy rất là đắt. Chào mừng bạn quay trở lại với channel của Phạm Thành Miên, và hôm nay là tối thứ tư. Như bình thường thì chúng ta sẽ phân tích bản tin giá vàng đi về đâu, và hôm nay thì tôi xin phép sẽ không phát sóng giá vàng đi về đâu. Và hôm nay chủ đề của chúng ta nói về câu chuyện của ngày hôm nay là làm thế nào để chúng ta có thể phát triển được thành công bền vững trong đầu tư. Hay nói cách khác, có thể nói đây là cái chủ đề liên quan đến quản trị tâm lý đi, hay là tâm lý trong đầu tư đi, hay tâm lý trong kinh doanh đi. Đấy, bởi vì là những ngày gần đây thì thông qua các cái nhóm như là nhóm Zalo, nhóm Telegram, tôi mở public những nhóm đó, mở đường link, tôi đăng ở trên ngay trên kênh YouTube này đấy. Nếu như bạn chưa biết cái nhóm đó thì bạn có thể tìm, bấm vào nút cộng đồng ấy nhá, bấm vào nút cộng đồng và tìm thấy trên đó có các đường link của các nhóm Zalo hoặc cái nhóm Telegram, và có rất là nhiều anh chị em thông qua cái đường link mở đó, anh chị join vào cái nhóm, có nhóm lên đến cả gần 1000 người, còn có nhóm là gần 300 người. Và có nhiều bạn lúc đó sẽ các bạn inbox hỏi tôi rằng là thầy ơi, thầy giúp em với, thầy ơi thầy cứu em với, cái tài khoản của em nó đang thế này, tài khoản của em đang thế kia, thì bây giờ làm thế nào để đưa được em về bờ với. Và thường các bạn đã nhận được câu trả lời của tôi ấy là đã sai thì phải chấp nhận cắt lỗ, chứ chúng ta không thể nào mà không trung thực với chính mình được. Ở những cái video lần trước thì tôi có chia sẻ rằng là nó có ba cái chữ T trong cuộc đời chúng ta cần phải nhớ, đó là một là làm chủ thông tin thì chúng ta mới đi nhanh được. Cái thứ hai là chúng ta, chữ T là trí tuệ, chúng ta có muốn phát triển lên đỉnh cao chúng ta cần phải có trí tuệ. Và cái thông tin, cái chữ T thứ ba đó là cái chữ T mà chúng ta cần phải gì, phải có thương hiệu. Thương hiệu ở đây là gì? Thương hiệu ở đây là chính trực, là trung thực, là thẳng thắn, là uy tín. Thế vậy là khi làm với đầu tư thì chúng ta gần như chúng ta làm với chính chúng ta thôi. Nó khác với kinh doanh. Kinh doanh thì chúng ta tương tác với rất là nhiều người, còn khi làm đầu tư nó là tư duy độc lập, nó là làm việc hướng vào nội, hướng vào nội bên trong, hướng vào nội tâm bên trong. Thế vậy là gần như là chính chúng ta làm việc với con người thứ hai nằm ở bên trong chúng ta đó. Thế vậy là cái chữ T thứ ba nó là gì, là thương hiệu. Là thương hiệu ở đây là gì, được hiểu là chính trực, là trung thực, là thẳng thắn, là uy tín với chính con người mình. Thế vậy nếu chính mình mà còn chưa trung thực với chính mình nữa thì làm sao có thể ai biết được và đo lường giúp chúng ta được. Thế vậy là có rất là nhiều anh chị là nuôi lỗ mà không cắt lỗ. Đấy, thì cái đấy là cái giá phải trả rất là lớn, bởi vì khi mà không cắt lỗ thì đến một lúc nó sẽ bay luôn cả cái tài khoản của anh chị, cái vốn của đầu tư của anh chị. Thì đầu tư trên bất kỳ sản phẩm nào nó cũng giống nhau mà thôi. Tôi lấy ví dụ như thế này, nếu như anh chị em đầu tư vào một miếng đất và một mảnh đất và chúng ta không có kiến thức, chúng ta mua nó sát vào vùng đỉnh. Thế vậy là đã vào vùng đỉnh rồi thì nó sẽ không còn nhu cầu tăng trưởng nữa. Có nghĩa là vùng đỉnh ở đây định nghĩa là thế nào? Là sau một khoảng thời gian nó tăng trưởng dài, có thể là 3 năm hoặc 4 năm hoặc 5 năm. Và đến cái ngưỡng đó là gần như là nó rất ít biến động, có thể là nếu nó có lên nó chỉ lên xíu nữa thôi. Và cơ bản là nó sẽ đi ngang hoặc là điều chỉnh giảm. Như vậy, khi mà chúng ta không may mua phải cái vùng đó thì nó gần với vùng đỉnh đấy, thì nó sẽ có, nếu có thể có lãi rất là ít hoặc là gần như là không, mà nó sẽ điều chỉnh giảm xuống. Thế vậy nếu mà chúng ta là nhà đầu tư mà chúng ta không may mua phải cái vùng đó thì khi mà giá điều chỉnh giảm xuống đến một cái ngưỡng giả sử là 5% hoặc là 10% là chấp nhận là chúng ta phải cắt lỗ bằng việc là chúng ta bán ra thu hồi tiền về để chúng ta lấy cái tiền đấy chúng ta có thể đi tìm cơ hội khác để đầu tư. Thì thông qua cơ hội khác chúng ta hoàn toàn có thể lấy lại được 5% hoặc 3% đấy rất là nhanh chóng. Còn nếu mà chúng ta vẫn cố tình gồng cái lỗ, gồng lỗ nha, gồng lỗ là chúng ta chỉ không cắt lỗ, không bán ra để thu hồi tiền về, thì chúng ta không những là chúng ta bị lỗ ở cái khoản đầu tư đó, mà chúng ta còn mất cái cơ hội đầu tư vào trong những cái chỗ khác. Đó, thế vậy là có rất là nhiều bạn là sau khi mà tìm biết đến cái nhóm ở trên Zalo hoặc nhóm trên Telegram của tôi và inbox cho tôi, và tôi nói phải nói thật rằng là tôi sẽ không có đủ nguồn lực, bởi vì tôi chỉ có hai tay hai chân thôi ạ anh chị ạ, và không thể nào mà trả lời hết tất cả những cái thông tin đó được. Và trên các nhóm đó thì tôi có các đội trợ giúp, có các anh chị là trợ lý của tôi, thì các anh chị sẽ hỗ trợ từng bạn một xem cái vấn đề của bạn là như thế nào, thì các anh chị bằng cái hiểu biết của các anh chị sẽ hỗ trợ cho các bạn. Thế vậy quay trở lại cái nội dung của chúng ta hôm nay, đó là cái tâm lý đầu tư ấy. Thì có ba cái chữ T là thông tin, là làm kinh doanh hay làm đầu tư thì chúng ta đều phải cập nhật thông tin đúng không ạ? Mà đã là thông tin thì nó sẽ có tính outdated, có nghĩa là cái tính hết hạn,
hay là cái tính thời sự. Làm kinh doanh thì bạn cũng phải cập nhật thông tin để xem là cái xu hướng thị trường, rồi thì là cái xu hướng nhu cầu của khách hàng như thế nào để mình lấy hàng hóa về kinh doanh cho nó đúng. Làm đầu tư cũng vậy, sẽ có những cái thông tin ở bên ngoài đời tác động làm cho thị trường nó sẽ dao động, thì cái cập nhật thông tin này là chắc chắn là anh chị phải làm. Cho nên là có rất là nhiều anh chị em rất là vô trách nhiệm với cuộc đời của mình, là khi đầu tư thì lại phó thác mặc cái tiền của mình, cái nguồn lực của mình, cái tài sản của mình cho một cái nhà tư vấn nào đó, cho một cái bạn sale nào đó, cho một cái bạn XYZ nào đó mà các bạn chưa từng gặp bao giờ. Các bạn cũng không hề thẩm định họ, xem là cái năng lực của họ có thực sự là cái nơi để mình có tin tưởng hay không. Và bằng cái thực sự là các anh chị nhà đầu tư đó là gì? Là chưa có nhiều kinh nghiệm mà cũng chưa có hiểu biết. Và chính vì có chưa kinh nghiệm, chưa hiểu biết cho nên rất dễ bị cái lòng tham nó làm mờ mắt. Và khi nghe một ai đó nói rằng là cái nguồn đầu tư cổ phiếu này chuẩn bị được hưởng cổ tức thế này, chuẩn bị được niêm yết thế kia, chuẩn bị tăng giá thế này, và cứ tưởng tượng ở trong hình dung là đầu tư vào đôi đây là 100 triệu thì nhanh chóng sẽ lãi lên thành 200 triệu. Thực sự đấy là một cái ảo tưởng. Và thực sự đó là gì? Đến lúc mất tiền rồi mới biết được là sao mình ngu thế. Đúng là như vậy. Thế vậy là các bạn hãy tưởng tượng điều này. Khi cái bài học đó nó sẽ diễn ra với anh chị thì nó không diễn ra ở hình thức này, thì nó sẽ diễn ra ở hình thức khác. Bởi vì tại sao? Bởi vì là khi chúng ta có tiền là rất là tuyệt vời rồi, nhưng chúng ta không có kiến thức để quản lý cái đồng tiền đấy thì sớm muộn nó cũng sẽ đi đến cái nơi mà có người khác quản lý tốt hơn. Được chưa? Ở một cái video khác tôi cũng chia sẻ cái điều là hãy trở thành người hấp dẫn, hãy trở thành những người hiểu biết, hãy trở thành những người tuyệt vời để chúng ta có thể thu hút được về tiền bạc. Thay vì chúng ta cứ phải chạy đuổi để bám lấy đồng tiền, thì hãy biến mình thành một người có hiểu biết, thành những người thú vị, thành những con người thật là tuyệt vời đi, để bằng cái năng lượng tích cực để chúng ta có thể hút về được tiền bạc. Đó mới là cái mà thứ chúng ta cần phải làm. Tôi muốn nói một cái điều khác là gì? Hãy phát triển tư duy, hãy phát triển chính con người mình trước khi làm kinh doanh, hay trước khi chúng ta làm đầu tư. Bởi vì tiền làm ra rất là quý, nhưng mà giữ được tiền rồi là còn quý hơn, còn khó hơn. Giữ được tiền rồi xong lại có kiến thức để nhìn ra đâu là cơ hội. Đó, đâu là cơ hội? Bởi vì bạn chỉ có thể nhìn ra được cơ hội khi và chỉ khi bạn có trí tuệ về cái lĩnh vực đó, bạn có kiến thức về lĩnh vực đó, thì bạn mới nhìn ra được đâu là cơ hội, và bạn mới nhìn ra được đâu là rủi ro để bạn có thể phòng tránh, hoặc là nhìn ra cơ hội để bạn có thể là vào để bạn kiếm được lợi nhuận. Thế vậy là kiếm tiền đã là rất là khó rồi, giữ được tiền lại càng khó hơn. Và giữ được tiền rồi bạn cần phải nhân tiền nó lên thì lại càng khó nữa. Thì nhân tiền thì có thể là thông qua kinh doanh, có thể thông qua đầu tư. Thế vậy là kinh doanh hay đầu tư thì bạn đều phải có trí tuệ. Đấy, cái thông tin là phải có rồi, cái trí tuệ là cái thứ hai. Phải có trí tuệ thì chúng ta mới có thể thúc đẩy được công việc kinh doanh của chúng ta hoặc công việc đầu tư chúng ta lên đỉnh cao. Được chưa? Đấy, thế vậy trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay của tôi muốn nhấn mạnh lên một lần nữa là trước khi anh chị em tham gia vào kinh doanh hay tham gia vào đầu tư, thì cái thứ mà chúng ta cần phải đầu tư trước tiên ấy, đó là gì? Đầu tư vào sự hiểu biết. Đầu tư vào cái chữ T thứ hai, đó là cái T về trí tuệ. Đấy, bởi vì có cái T về trí tuệ thì chúng ta mới thúc đẩy công việc kinh doanh đầu tư của chúng ta lên một cái bùng nổ được. Đấy, còn khi mà chúng ta mà làm vẫn theo kiểu là dựa dẫm vào trí tuệ của người khác, dựa dẫm vào kiến thức của người khác, thì mình cũng không biết được là cái trí tuệ đó nó đúng hay là không đúng, phù hợp hay không phù hợp. Và ở trong rất là nhiều các video khác tôi có chia sẻ cho anh chị là phương pháp đánh giá 360 độ. Thế vậy là để xem là cái người mà mình theo, mình nghe tư vấn ấy, có xứng đáng để mình nghe hay không, thì hãy đánh giá họ bằng phương pháp 360 độ. Còn đánh giá 360 độ là như thế nào thì anh chị làm ơn Google đi, Google cái từ khóa đánh giá 360 độ, hay ở trong đầu tư tôi gọi là cái từ khóa là hội tụ kỹ thuật. Hội tụ kỹ thuật anh chị ạ. Và nếu anh chị nào lần đầu tiên nghe video này thì hãy gõ xuống Google cái từ khóa là hội tụ kỹ thuật, thì nó sẽ ra rất là nhiều bài viết của tôi chia sẻ liên quan đến hội tụ kỹ thuật. Và nếu dễ tìm hơn là ghi là hội tụ kỹ thuật Phạm Thành Biên lên Google phát, thì tôi ra rất là nhiều bài trong vòng chục năm qua tôi chia sẻ trên internet, thì anh chị có thể tìm kiếm được. Thông qua cái video ngắn ngủi này rất mong anh chị hiểu được cái thông điệp tôi muốn truyền tải ở đây, là đầu tư cho trí tuệ trước khi đầu tư vào kinh doanh hoặc trước khi đầu tư vào tiền của mình vào thị trường. Bởi lẽ là anh chị kiếm được tiền đã khó rồi, nhưng mà làm thế nào để có kiến thức để giữ được cái đồng tiền đấy, xong đến bước thứ ba mới nhân cái tiền đấy lên, thì tất cả những bước đấy đều cần phải có trí tuệ hết, chứ không phải tự nhiên tiền nó đến với mình đâu ạ. Nếu như anh chị may thì cũng chỉ may được 1-2 lần trong cuộc đời thôi, chứ còn không thể nào mà may mãi được đâu. Và khi chúng ta chưa có trí tuệ, chưa có kiến thức, thì chắc chắn nó sẽ có một lúc nào đấy chúng ta sẽ phải trả giá, mà cái giá đấy rất là đắt.
Và khi chúng ta có kiến thức rồi, đầu tư cho trí tuệ, phát triển trí tuệ mình lên, phát triển hiểu biết mình lên, phát triển những cái tư duy, phát triển những cái chiến lược, phát triển những cái kiến thức và kỹ năng, thì lúc đấy chúng ta sẽ giữ được tiền tốt hơn và chúng ta sẽ nhân được tiền lên. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị đã lắng nghe những cái bài chia sẻ của Phạm Thành Biên từ kênh YouTube này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái bài chia sẻ tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ Phạm Thành Biên. Hãy bấm nút phía dưới, bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Biên. Sau đó bấm vào nút hình quả chuông. Vâng, bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những cái video mới nhất. Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.